Tâm linh là một vấn đề muôn thuở được người Việt coi trọng, tuy nhiên mỗi người lại có đức tin riêng. Người dân khi tin tưởng hay truyền tai những cái tên sư thầy khác nhau, nhưng đa số các nhân vật đó chỉ nổi bật rộng rãi trong một số cộng đồng nhất định. Còn vị sư thầy mà hôm nay tôi muốn đề cập, ông đã phá vỡ mọi nhận thức của tôi trước đó. Sư Thích Pháp Hòa đã nhận được sự kính trọng của vô số người Việt tại hải ngoại, nhất là một nơi sống hiện đại như Mỹ mà thầy vẫn có truyền đạt được những thông điệp tích cực một cách đáng nể. Để rõ hơn về thầy, hôm nay hãy cùng tôi đi tìm hiểu. Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ. Đến năm 2024 thầy đã tròn 50 tuổi. Thầy là con trưởng trong gia đình có hai anh em, phải sống qua nhiều thay đổi từ khi còn nhỏ. Khi mới lên 6 tuổi, cha thầy đã sang Canada định cư và đến năm 12 tuổi, tức năm 1986, thì mẹ, em trai và thầy mới được bảo lãnh sang cùng. Khi tròn 15 tuổi, thầy đã đủ hạnh nguyên và quyết định dứt bỏ thế tục để xuất gia. Thầy đã tu học dưới sự dẫn dắt của Thượng Tọa Thích Thiện Tâm, người hiện là Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Trúc Lâm và Tây Thiên ở Canada. Tính đến giờ thầy đã có 35 năm tu tập, một hành trình dài đầy ý nghĩa. Năm 1994, khi mới 20 tuổi, thầy Thích Pháp Hòa được thọ ký tỳ kheo tại làng Mai, Pháp trong sự kiện đài giới đàn hương tích của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thọ ký tỳ kheo là quá trình mà một người tu sĩ Phật giáo nhận được sự công nhận chính thức là tỳ kheo, tức là một người đã xuất gia và thực hành đời sống khổ hạnh theo các giới luật của Phật giáo. Cho đến năm 1999, thầy đã được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh truyền đăng. Tiếp tục con đường tu học và hoằng pháp đến năm 2006, thầy được trao trách nhiệm chủ trì tu viện Trúc Lâm tại Edmonton. Tiếp theo là Tây Thiên, nơi tổ chức nhiều chương trình tu học theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Thầy bắt đầu mở các khóa tu học, pháp thoại, pháp đàm để chia sẻ những kiến thức và tâm tư của mình với đại chúng. Năm 2007, thầy Pháp Hòa đã trở thành trụ trì của Tây Phương Thiền Viện và được bầu làm viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Edmonton. Thầy không chỉ là một người tu hành mà còn là một người truyền cảm hứng cho nhiều người, khiến mọi người tìm thấy sự bình an trong cuộc sống. Hành trình của thầy là minh chứng cho sự kiên định và lòng yêu thương vô bờ bến đối với Phật Pháp. Thật đáng ngưỡng mộ. Dù sống ở nơi đất khách quê người nhưng tình yêu với Phật Pháp luôn đồng hành cùng thầy từ bé. Trong một buổi thuyết giảng vào năm 2017, thầy kể lại câu chuyện quy y của mình khiến mọi người không khỏi xúc động. Hồi đó vào một ngày rằm tháng giêng, thầy 7 tuổi đã được người lớn dẫn đi chùa Ngọc Thuận. Đây là một ngôi tịnh xá nhỏ ở Cần Thơ. Nhìn mọi người đến chùa đều có những cái tên đẹp, thầy bèn thỏ thẻ với vị sư: "Sư ơi, con cũng muốn có tên đẹp." Và vị sư đã bảo thầy quỳ xuống lạy Phật, rồi sư sẽ quy y cho. Thầy Pháp Hòa làm theo và nhận pháp danh Huệ Tài. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng thầy đã nung nấu ý chí muốn xuất gia. Sau buổi lễ quy y, thầy đã nhờ mẹ lập bàn thờ Phật để mỗi đêm được đọc kinh, cúng dường. Đây chính là một tâm hồn lớn chiếm trọn thân hình nhỏ bé của đứa trẻ khi đó. Thầy Thích Pháp Hòa rất khéo léo và tinh tế khi tận dụng giáo lý trong Phật Pháp để trả lời những thắc mắc của mọi người về việc thầy có suy nghĩ gì về thầy Thích Minh Tuệ. Thầy đã giải thích cặn kẽ lý do mà thầy Minh Tuệ lại nhiều người mến nhiều đến thế. Thầy đã chia sẻ, người nói Pháp quý nhất vì nói cho người ta hiểu. Điều này tôi hoàn toàn đồng ý. Một giáo viên có chuyên môn cao chưa chắc là một giáo viên giỏi. Nhưng một giáo viên dù không có nhiều bằng cấp hay danh hiệu nhưng học sinh đều thấu hiểu bài học, thì người đó chắc chắn là một người giáo viên giỏi. Thầy Thích Pháp Hòa đã nói, người biết Pháp quý hơn, nhưng người biết Pháp không bằng người hiểu Pháp, còn người hiểu Pháp lại không bằng người hành Pháp. Vì hành Pháp giúp các sư có trải nghiệm trực tiếp, giúp chuyển hóa tâm thức, giải thoát khổ đau, đạt được giác ngộ. Đạt được giác ngộ là mục tiêu tối thượng trong Phật giáo. Thầy Thích Pháp Hòa nhấn mạnh, không cần biết bạn thông minh bao nhiêu, bạn trí tuệ bao nhiêu nhưng bạn tu rồi, bạn hãy đầu binh một con người bình thường bởi điều đó sẽ dẫn bạn tới Tây Phương, hay còn gọi là thế giới cực lạc theo quan niệm của Đạo Phật. Thầy nhấn mạnh một lần nữa, chính một người bình thường sẽ tạo ra một người phi thường. Cần phải có ý chí khi thỉnh kinh mặc dù đã vẽ ra đường sẵn rồi, quan trọng bạn có dám đi không thôi. Mà đã dám đi rồi thì dẹp ngay cái tà, cái tôi của mình. Vâng, thầy Minh Tuệ đã làm được những điều đó mà ít sư nào làm được như thế. Thầy Thích Pháp Hòa được người hải ngoại đón chào nồng nhiệt và đầy tôn kính không phải tự nhiên. Điều này thể hiện rõ ràng qua những lần thầy giảng Pháp tại các cộng đồng Phật giáo ở nước ngoài. Mỗi buổi giảng của thầy thường thu hút đông đảo Phật tử tham dự, không chỉ từ cộng đồng người Việt mà còn từ nhiều nền văn hóa khác. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ từ phong cách giảng dạy gần gũi và dễ hiểu của thầy.
giúp mọi người cảm nhận được giá trị sâu sắc của giáo lý Phật giáo. Kiều bào hải ngoại không chỉ yêu mến thầy vì những bài giảng sâu sắc mà còn vì sự kết nối văn hóa mà thầy mang lại. Thầy giúp họ nhớ về nguồn cội, nhắc nhở họ về những giá trị tâm linh và đạo đức trong bối cảnh xa quê hương, hướng họ làm điều thiện điều đúng. Ngoài ra, sự tham gia của thầy vào các hoạt động từ thiện cũng tạo dựng niềm tin và lòng tự hào cho cộng đồng, khiến họ cảm thấy rằng mình không chỉ là những người sống xa mà còn là những người có trách nhiệm với xã hội và quê hương. Thầy Thích Pháp Hòa còn là một nhân tố gắn kết tinh thần, mang lại sự an lạc và hy vọng cho những ai đang phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Qua sự đón chào nồng nhiệt này, có thể thấy rằng thầy là một người giảng đạo, là một người bạn đồng hành, là một người dẫn dắt tâm linh, giúp cộng đồng tìm thấy bình an và hướng về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đến nay, hai kênh YouTube nổi tiếng Pháp Thoại Thầy Pháp Hòa và Vấn Đáp Thầy Thích Pháp Hòa đã thu hút khoảng 1.4 triệu người theo dõi trên mỗi kênh. Con số này không chỉ là minh chứng cho sức hút của thầy, mà còn phản ánh nhu cầu lớn lao của cộng đồng về những giáo lý Phật giáo sâu sắc và ý nghĩa. Trong một thế giới đầy bận rộn và áp lực, những bài giảng của thầy như một ánh sáng dẫn đường, giúp mọi người tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn. Vào đầu năm 2024, trong bối cảnh nước Mỹ đang trải qua cái lạnh kỷ lục, thầy Thích Pháp Hòa vẫn quyết định về Texas để gặp gỡ và chia sẻ với cộng đồng. Điều này cho thấy lòng kiên trì, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của thầy đối với sự nghiệp giảng dạy và phục vụ dân. Dù thời tiết lạnh buốt, nhưng không gì có thể ngăn cản hàng ngàn Phật tử từ San Antonio và Dallas đổ về các tu viện để tham gia tu học, thiền định và được gặp người sư ấy. Hình ảnh hàng ngàn người quây quần bên nhau trong cái lạnh, cùng lắng nghe những lời giảng dạy ấm áp từ thầy thực sự cảm động và đáng nhớ. Những buổi thuyết giảng của thầy không chỉ là những bài học đơn thuần mà còn là những cuộc đối thoại gần gũi và chân thành. Thầy luôn biết cách kết nối với khán giả bằng phong cách giảng dạy dí dỏm và tự nhiên. Những câu chuyện đời thường mà thầy chia sẻ giúp người nghe dễ hiểu, dễ dàng liên hệ với cuộc sống của chính họ. Nếu quý vị được gặp thầy trực tiếp, cảm giác đó thật khác biệt. Dù đã xem nhiều video trên YouTube, nhưng không gì sánh được với việc ngồi trước mặt thầy, nghe thầy chia sẻ Phật Pháp với ánh mắt từ bi và giọng nói ấm áp. Mỗi câu chữ của thầy như thấm vào tâm hồn, mở ra những suy nghĩ mới mẻ và sâu sắc. Cùng nhau thiền định với thầy, người nghe sẽ cảm nhận được sự an lạc và tĩnh lặng, một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong không gian, giúp mọi người trở nên gần gũi hơn với bản thân. Một trong những điều đặc biệt ở thầy là cách mà thầy kết hợp triết lý Phật giáo với những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Thầy truyền đạt kiến thức không bao giờ là những giáo lý suông khó hiểu, mà luôn kết nghĩa đưa ví dụ và khuyến khích mọi người áp dụng vào thực tiễn. Dù là trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè hay trong công việc, các giá trị mà thầy truyền đạt giúp chúng ta sống tốt hơn, nhân ái hơn. Không chỉ là một người thuyết giảng, thầy còn là một người bạn đồng hành, một người dẫn dắt tâm linh giúp mỗi người tìm ra con đường của riêng mình. Những bài học từ thầy không chỉ là kiến thức, mà là những viên ngọc quý giúp chúng ta tỏa sáng hơn trong cuộc sống. Thầy luôn khuyến khích mọi người sống với lòng từ bi và sự bao dung, khuyến khích chúng ta quan tâm đến bản thân và mở rộng vòng tay yêu thương tới mọi người xung quanh. Được tham gia vào những buổi thuyết giảng của thầy luôn là một trải nghiệm quý báu. Mỗi lần nghe thầy giảng, tôi luôn cảm thấy được truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực, và tôi tin rằng có rất nhiều khán giả đang theo dõi video này cũng vậy. Quý khán giả nào mà cũng kính trọng, nể phục về sự hiểu biết sâu rộng của thầy như tôi thì đừng quên bình luận dưới video cho tôi biết nhé. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của kênh.